Xin chào các bạn, hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một cái video về Google Apps Script Thì cái video này thì chúng ta sẽ nói về ứng dụng của Google Apps Script ở trong Google Sheets Thì chúng ta sẽ nói về một cái vấn đề gọi là Authorization Example ở trong Google Sheets Thì cái ví dụ này nó sẽ như thế nào? Thì đây sẽ là một cái ví dụ rất là đơn giản và có thể là sẽ nhiều bạn là gặp phải cái trường hợp này Và cần cái ví dụ như thế này thì uh, chúng ta có cái ví dụ như sau thì các bạn sẽ theo dõi giả sử như ở đây thì uh, chúng ta có cột F đây mình sẽ xin uh, tô màu cái cột F này một chút như sau mình sẽ tô màu vàng cho cột F này đi và các bạn sẽ có một cái tài khoản ở phía bên màn hình phía bên tay trái này thì sẽ là tài khoản của owner có nghĩa là cái người mà sở hữu cái tài liệu này và bên tay phải sẽ là editors thì uh, các bạn có thể có nhiều hơn một editors nhưng mà ở đây thì mình sẽ chỉ có hai vai như vậy thôi. Đây là owner này. Và cái địa chỉ mail này thì sẽ là editor. Ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ có cái uh, demo như sau. Giả sử như là ở trong bất cứ cái dòng nào ở cột F mà chúng ta điền một cái chữ gọi là locked vào chẳng hạn. Sau khi mà chúng ta bấm nút Enter ở trên bàn phím Thì cái dòng mà chúng ta vừa mới ghi cái chữ Locked vào Thì nó sẽ bị khóa Thì các bạn có thể nhìn thấy được rằng là Các bạn có thể nhìn thấy được rằng là Nếu mà chúng ta không biết cái Protected Range Ở trong Google sheet nó ở đâu Thì chúng ta có thể bấm vào Data Sau đó chọn Protected Sheets and Ranges Ở đây Thì các bạn có thể nhìn thấy được rằng là Khi mà chúng ta bấm vào um, Cái lựa chọn ở đây Thì các bạn có thể nhìn thấy được rằng là ở đây là only you can edit this range và chúng ta có thể bấm vào change permissions và các bạn có thể nhìn thấy ở trong cái cửa sổ này thì thì chỉ có mình cái tài khoản owner có nghĩa là người sở hữu cái tài liệu này có thể edit được cái vùng đó mà thôi. À, bây giờ thì chúng ta sẽ làm gì nữa? Bây giờ thì chúng ta sẽ quay sang cái tài khoản được chia sẻ cho cái tài liệu này và chúng ta sẽ thử gõ một cái gì đó vào dòng số 1 chẳng hạn thì các bạn có thể nhìn thấy được cái thông báo là there was a problem như thế này vân vân vân, vân. ok và bây giờ thì khi mà chúng ta muốn unlock ra thì chúng ta sẽ làm như thế nào thì nên là chúng ta sẽ vào ô F1 và chúng ta sẽ gõ vào đây là unlock bấm enter một cái thì các bạn có thể nhìn thấy được rằng là cái việc khóa cái dòng 1 này Thì nó đã được gọi là unlock ra Nó được mở khóa ra rồi Và bây giờ thì cái người mà có quyền edit Thì có thể thêm được dữ liệu vào trong cái ô này Chẳng hạn ví dụ như vậy Authorization Ok Các bạn nhìn thấy là mình có thể gõ chữ được vào Là các bạn biết rồi Bây giờ chúng ta sẽ thử lại một lần nữa Cho dòng số 3 chẳng hạn Chúng ta sẽ gõ vào đây là unlock Xong chúng ta sẽ gõ vào đây là locked Và các bạn có thể nhìn thấy là cái phần protected sheets and ranges ở đây nó cũng thay đổi theo và khi mà chúng ta cố tình với cái tài khoản editor mà chúng ta uh, muốn sửa gì đó thì cũng không sửa được và chúng ta chỉ sửa được khi mà người sở hữu cái tài liệu đó cho vào đây chữ unlocked thì như các bạn nhìn thấy thì ngoài cái chữ unlocked và locked ra thì các bạn có thể có chữ khóa và mở khóa của riêng bạn thì đó là uh, cái thứ mà các bạn có thể uh, làm được Um, đầu tiên là mình xin giới thiệu một chút Thì um, những cái kiến thức mà chúng ta sẽ sử dụng ở trong cái video này Thì đều có ở trong khóa có gọi là Google Apps Script 101 Và các bạn có thể uh, thấy đường link tới cái khóa học này ở dưới phần miêu tả của video Và các bạn có thể nhìn thấy được rằng là rất nhiều cái nội dung ở trong này Các bạn có thể vào cái thẻ danh sách bài học Để các bạn có thể xem được là trong khóa này thì mình sẽ mang tới cho các bạn những kiến thức gì Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với cả video free của chúng ta trong trường hợp này Thì để làm được cái điều này thì chúng ta sẽ cần phải sử dụng đến Google App Script Và chúng ta sẽ có một cái ví dụ ở trong cái trường hợp này thì chúng ta sẽ phân tích một chút là Làm thế nào để chúng ta có thể đến được với cái kết quả đó Thì chúng ta biết rằng là giả sử bây giờ chúng ta sẽ điền log vào dòng thứ sáu như thế này thì chúng ta có thể nhìn thấy được rằng là ở trong uh, cái uh, panel là protected sheets and ranges thì chúng ta có thể nhận thấy được khi mà chúng ta change permissions ở đây thì chúng ta có thể uh, sử dụng custom permission và chúng ta sẽ cho ai quyền edit thì chúng ta sẽ phải đánh vào cái hộp kiểm ở đây. Thì uh, ngoài ra thì nếu mà chúng ta muốn unlock thì chúng ta có thể vào đúng cái cái range đó, ví dụ như là cái dòng số 6 này, chúng ta bấm vào, sau đó chúng ta sẽ bấm vào xóa cái protection này đi, xóa cái bảo vệ sheet này đi. Thì uh, như vậy là chúng ta sẽ có hai cái việc phải làm. Đầu tiên là làm như thế nào để chúng ta có thể khóa được một vùng lại bằng script và làm như thế nào để chúng ta có thể xóa được cái khóa đó đi bằng script. Ok? Chúng ta không nói đến cái việc là làm sao để mà chúng ta có một danh sách người dùng và chúng ta cho người dùng A cái quyền edit, không cho người dùng B quyền edit, vân 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 Thì uh, cái chủ đề đó có thể sẽ là một cái bài tập về nhà cho các bạn hoặc là chủ đề ở một cái video khác, không phải cái video này. Có nghĩa là cái video này sẽ đơn giản hơn cái video đó. Thì thực ra là mình cũng đã định làm tới cái mức đó luôn nhưng mà mình nghĩ là uh, chúng ta sẽ đi từ từ thôi, từ cơ bản trước. Sau đó thì các bạn có thể tự phát triển cái giải pháp này lên Ok Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách là chúng ta sẽ mở Google Apps Script lên đã Alright Để mở Google Apps Script lên thì chúng ta sẽ phải bấm vào thẻ Data Tools Sau đó chúng ta sẽ bấm vào Script Editor ở đây Ok khi mà chúng ta bấm vào script editor như vậy thì mặc định thì các bạn sẽ có được là một cái file macros.gs ở đây. Nhưng mà thực ra ban đầu tiên ấy thì mình sẽ muốn là chúng ta sẽ sử dụng macro recorder trước. Bây giờ thì giả sử như là chúng ta sẽ sử dụng macro recorder và chúng ta sẽ ghi lại xem xem là Google Apps Script nó trông nó như thế nào, nó cung cấp cho chúng ta cái đoạn code như thế nào thì chúng ta sẽ bấm vào tools, chọn macros và chọn record macro như thế này. Và việc đầu tiên chúng ta sẽ đi làm là chúng ta sẽ thử với dòng số 9 đi. Chúng ta giả sử là chúng ta chọn toàn bộ dòng số 9 ở đây. Sau đó thì chúng ta sẽ bấm vào thẻ data, chọn protected sheets and ranges như các bạn đang nhìn thấy ở đây. Thì chúng ta có thể thêm cái description ở chỗ này. Nhưng mà trong trường hợp này thì chúng ta sẽ bỏ qua. À, chúng ta muốn protect một cái vùng chứ không phải là sheet, thế nên chúng ta sẽ bấm vào range ở đây. Địa chỉ của vùng thì chúng ta đã select đúng rồi. Ok, đây là cái vùng mà chúng ta select. Thế nên là chúng ta sẽ bấm vào set permissions. Và chúng ta sẽ thử là chúng ta sẽ bỏ cái permissions của cái tài khoản editor của chúng ta đi. Sau đó chúng ta sẽ bấm nút done. Ok, change saved. Và khi mà chúng ta bấm vào chúng ta preview thì chúng ta có thể nhìn thấy được rằng là ở đây là only you can edit this range. Và như vậy là chúng ta đã uh, kết thúc cái um, record macro này ở đây Và chúng ta có thể bấm nút Save Chúng ta sẽ đặt tên, ví dụ như là Remove Hay là Remove Permission chả? Bấm Save Sau đó chúng ta sẽ bấm Edit Script uh, Chúng ta sẽ xem xem uh, cái script này trông nó như thế nào Và các bạn có thể nhìn thấy đây là Đây là cái script của chúng ta uh, Dùng để remove editors Ok Thì uh, Đây là một cái rất là tốt Bởi vì là chúng ta sẽ biết cách làm thế nào Để chúng ta có thể remove được cái editor Bằng cách là chúng ta sẽ phải có Email Của cái editor đó Và bây giờ thì chúng ta sẽ Học cách làm thế nào để add ngược Cái editor đó trở lại Bây giờ làm thế nào để chúng ta có thể add được editor trở lại uh, Add editor trở lại Thì tương ứng với cả Là chúng ta sẽ unlock như vậy chúng ta sẽ làm thế nào để mà chúng ta có thể unlock được hay là remove protection của chúng ta. Thế nên bây giờ chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta sẽ lại bấm ngược trở lại vào cái sheet của chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ để nguyên cái cái protection ở đây, sau đó chúng ta lại bấm vào tools chọn macros, chọn record macro. Bây giờ thì chúng ta sẽ bấm vào cái protection của chúng ta ở đây. Sau đó chúng ta sẽ bấm vào Change Permissions. Và ở đây thì chúng ta sẽ bấm vào, không phải là Only You nữa mà bấm vào Custom. Sau đó chúng ta sẽ đánh dấu tích ở trong cái phần là Who Can Edit. Rồi chúng ta sẽ bấm Done. Sau đó chúng ta bấm Done một lần nữa và chúng ta sẽ kiểm tra lại, ok? You and other user can edit this range, ok? Như vậy chúng ta có thể bấm nút Save ở đây rồi và chúng ta sẽ nhập vào đây là remove protection. Bấm nút save và chúng ta sẽ mở cái đoạn uh, script đó lên. Mở cái đoạn script đó lên thì các bạn có thể nhìn thấy được rằng là ok trong cái đoạn script này nó khá là lằng nhằng. Khá là lằng nhằng thì um, chúng ta sẽ có một cái thử nữa mà chúng ta sẽ muốn làm ở đây. Cái video này thì mình nghĩ là sẽ khá dài bởi vì mình sẽ giải thích rất là chi tiết là cái cách mà mình đã nghĩ như thế nào để các bạn có thể lần theo và các bạn có thể nghĩ như vậy hoặc là các bạn sẽ có cái cách nghĩ của các bạn khác nhưng mà tóm lại là chúng ta sẽ giải quyết được cái vấn đề này. Bây giờ chúng ta quan sát uh, cái phần remove permission ở phía trên thì chúng ta nhìn thấy được rằng là là ở cái đoạn code ở dòng số 6 ở đây thì chúng ta sẽ lấy cái thông tin về về cái việc bảo vệ sheet ra Và chúng ta có cái hàm là remove editors Bây giờ thì liệu là chúng ta có một cái hàm nó gọi là protection chẳng hạn chấm add editors hay không Thì các bạn có thể nhìn thấy khi mà chúng ta gõ như vậy vào ấy, Thì Google Apps Script nó sẽ gợi ý cho chúng ta là chúng ta sẽ có add editors Và add editors có chữ S ở đây Thì uh, chúng ta có thể bấm vào cái chữ E ở đây để chúng ta có thể đọc được xem xem là như thế nào thì um, rất là tốt chúng ta có thể add được một cái array hay là add được một cái list của editors có nghĩa là một cái danh sách người có quyền chỉnh sửa cái tài liệu này là chúng ta có thể add được vào sử dụng cái method là editors ở đây thế nên là um, cái việc mà chúng ta bỏ khóa thì tương đương với cái việc là chúng ta sẽ thêm editors vào và bây giờ thì chúng ta muốn thêm cho tất cả những người có quyền edit cái tài liệu đó thì chúng ta sẽ phải tìm ra cái danh sách của tất cả những người đó ok và khi mà chúng ta add uh, protection có nghĩa là chúng ta muốn bảo vệ cái gì đó thì chúng ta sẽ phải bỏ cái danh sách đó ra ngoài thì uh, thực ra là với cái việc mà bỏ khóa ấy, thì chúng ta chỉ bấm vào đây bấm vào cái thùng rác là xong các bạn sẽ muốn là ghi ghi lại cái app script ở cái đoạn mà chúng ta bấm vào cái thùng rác này nhưng mà cái vấn đề ở đây rằng là kiểu gì thì kiểu thì chúng ta sẽ vẫn cần một cái function để mà chúng ta có thể lấy được danh sách của những cái editors cho cái tài liệu cụ thể mà chúng ta đang làm việc cùng thế nên là bây giờ chúng ta sẽ đi viết cái hàm đó trước và cái hàm đó thì chúng ta sẽ viết như thế nào chúng ta sẽ viết là function này get Editors. Đóng ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cần một cách để mà chúng ta tham chiếu đến cái tài liệu hiện tại Thế nên là chúng ta sẽ tham chiếu bằng cách là sử dụng Zit um, sheet, sheet Cái tài liệu hiện tại ở đây Thì chúng ta sẽ sử dụng là spreadsheet app active Spreadsheet như thế này Như vậy là chúng ta có thể tham chiếu được đến cái tài liệu hiện tại rồi Và bây giờ thì... Uh, cái người mà sở hữu cái tài liệu hiện tại ấy, thì chúng ta sẽ đoán là owner trong tiếng anh là owner mình nhắc lại một lần nữa là nếu mà các bạn biết tiếng anh thì cái việc mà các bạn học lập trình nó sẽ rất là thuận lợi bởi vì các bạn có thể đoán được là chúng ta sẽ đang cần cái thông tin gì ví dụ trong trường hợp này thì mình biết owner của cái sheet này chẳng hạn thì chúng ta có thể viết là this sheet chấm get owner ok sau khi mà get owner như vậy thì chúng ta sẽ thử làm sao logger.log owner ở đây và ở phần cái thanh công cụ ở đây thì chúng ta sẽ chọn cái function là get editors và chúng ta sẽ thử bấm nút run để chúng ta chạy xem sao thì các bạn có thể nhìn thấy được rằng là cái owner của cái tài liệu này là cái địa chỉ email của mình ở đây rồi bây giờ thì mình muốn là tìm editors thì chúng ta làm như thế nào thì chúng ta lại sử dụng là editors sẽ là this Chấm không phải get owner nữa Mà sẽ là get editors Ok Rồi và chúng ta sẽ thử Log cái editor này ra xem sao Đó Rồi chúng ta sẽ bấm nút Run thêm một lần nữa Và đây Thì đây là một cái danh sách Của các cái editors Và Ở đây thì có một cái vấn đề là Ở trong này cái email đầu tiên ấy Thì nó sẽ là owner Và chúng ta không muốn rằng là Khi mà chúng ta remove Permissions Thì là có cả Owner ở trong đó Bởi vì thực ra là cái điều này Google họ đã chặn trước rồi Chúng ta không thể làm được như vậy Nhưng mà chúng ta sẽ đi thêm một cái bước nữa Là chúng ta sẽ muốn uh, Làm là Editors Without Owner Sẽ bằng Và trong trường hợp này thì chúng ta sẽ sử dụng Một cái hàm Filter như thế này uh, Chúng ta sẽ Filter như thế nào thì đối với cả chỗ này thì chúng ta sẽ filter và chúng ta sẽ sử dụng cái cú pháp JavaScript mới ở đây là với mỗi user thì chúng ta sẽ đi check cái email bằng user .get email như thế này sẽ khác sẽ khác à, cái bảng này nó hơi bị khó chịu nha sẽ khác với cả owner .get email như thế này và chúng ta sẽ thử lại một lần nữa là logger.log và log ra cái editors without without owner và chúng ta sẽ chạy lại cái function này ok các bạn có nhìn thấy không thì là chúng ta đã lọc được bỏ ra được cái email của owner rồi và thực ra là khi mà chúng ta hoàn thành cái function này thì chúng ta sẽ có thể xóa đi và cái kết quả của cái function này thì chúng ta sẽ ghi vào đây là return có nghĩa là editors chúng ta sẽ comment ở đây là tìm toàn bộ email của những người có quyền editor đi à, mình tạm viết lẫn lộn cả tiếng anh cả tiếng việt như vậy nhưng mà các bạn sẽ hiểu được rằng là nó như thế nào loại bỏ email của owner ra khỏi kết quả À, mình nghĩ là mình sẽ cho to lên một chút để các bạn có thể dễ nhìn hơn. OK, rồi mình nghĩ là như thế này là cũng tương đối là dễ nhìn rồi. Bây giờ chúng ta đã tìm được toàn bộ editors rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ sẽ làm gì? Chúng ta sẽ viết cái function uh, remove permission ở đây. Thì chúng ta sẽ viết cái function uh, remove uh, permission như thế nào? Có nghĩa remove permissions ở đây thì có nghĩa là Add protection có nghĩa là chúng ta bỏ cái danh sách người có thể chỉnh sửa tài liệu này đi thì tương đương với việc là chúng ta thêm được protection vào thế nên là chúng ta sẽ viết như sau chúng ta sẽ viết là function add protection protection và chúng ta sẽ lấy vào đây là chúng ta sẽ cần phải uh, thêm protection hay là chúng ta sẽ phải bảo vệ cái vùng nào thì chúng ta sẽ cho vào thứ nhất là chúng ta sẽ cần biết là cái gì đó ở đâu và cái range đó thì các bạn có thể nhìn thấy được rằng là khi mà chúng ta ghi macro ấy thì chúng ta để ý được rằng là cái range đó nó được thể hiện theo cái kiểu uh, a1 notation như thế này. Thế nên là chúng ta sẽ để như vậy. Chúng ta sẽ để range ở chỗ này là uh, chúng ta sẽ đặt tên biến là a1 để mà chúng ta biết được rằng là ok, chỗ này là chúng ta sẽ phải cho a1 notation vào. Ok. Uh, đầu tiên là chúng ta sẽ phải lấy cái danh sách editors của chúng ta bằng cái hàm mà chúng ta vừa viết luôn thì chúng ta sẽ gọi cái hàm đó ra đây thì chúng ta đã lấy được cái danh sách của editor rồi và sau đó thì dựa vào cái code ở đây thì chúng ta sẽ viết như sau chúng ta sẽ lại viết là let protection sẽ bằng sheet chấm get range và chúng ta sẽ cho cái range a1 vào đây sau đó chúng ta sẽ gọi cái method là protect và chúng ta sẽ làm gì với cả cái protection này? Thì với cái đối tượng protection này thì chúng ta sẽ chấm remove editors và chúng ta sẽ cho cái danh sách editors vào. Đó thì các bạn có thấy là cái hàm add protection này mình viết nó rất là giống với cả cái hàm remove permission. chứ không phải mất thời gian để tìm kiếm đâu nhiều cả bởi vì là chúng ta thứ nhất là chúng ta đã có cái công cụ macro recorders trong đó và thứ hai nữa là chúng ta đã có một chút kiến thức về Google Apps Script rồi. Nếu mà không có tí nào kiến thức thì chắc chắn là sẽ không viết được rồi. OK. Sau khi mà chúng ta viết xong thì nên chúng ta sẽ có thể comment lại cái cái macros đó và chúng ta sẽ đi test xem xem là cái function của chúng ta nó có hoạt động không. bằng cách là chúng ta sẽ viết cái function là test at protection như thế này. Và cái function này thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ um, count sheet sẽ bằng ở đây thì chúng ta chỉ làm việc trên sheet 1 thôi. Thế nên là chúng ta sẽ lấy mặc định là sheet 1 luôn. À, chúng ta sẽ lấy sheet bằng cách là get get active chấm get sheet by name và chúng ta sẽ cho sheet 1 vào và cái vùng range A1 của chúng ta sẽ bằng là bằng là dòng 1 tới 1 đi. 1 2.1 như thế này. Sau đó thì chúng ta sẽ ghi vào add protection và chúng ta sẽ cho sheet và range A1 vào đây. Đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ sẽ, sẽ nhìn thấy ở đây là trong cái vùng này thì chúng ta mới chỉ có protection add protection add protection Ok, chúng ta sẽ làm như vậy đi. Chúng ta sẽ thử chạy. Đây là test at protection. Và chúng ta để ý là ở trong cái bảng protected sheets and ranges chưa có dòng số 1. Chúng ta sẽ chạy. Bấm run này. Không thể lỗi gì, execution completed có nghĩa nhiều khả năng là chúng ta đã thành công. Và đúng như ta dự đoán thì các bạn có thể nhìn thấy khi mà chúng ta bấm vào ở đây cái vùng sheet 1.1 .1 ở đây Thì các bạn có thể nhìn thấy only you can edit this range Có nghĩa là chúng ta là owner, chúng ta là người sở hữu Cái tài liệu này thì chúng ta mới edit được thôi và chúng ta sẽ quay sang cái anh này Và chúng ta sẽ thử xem thì các bạn có thể nhìn thấy không hoạt động Có nghĩa là như vậy là chúng ta đã thành công một phần rồi um, vì là cái function của chúng ta đã hoạt động thế nên là chúng ta sẽ xóa cái phần mà chúng ta đã comment này đi và bây giờ thì chúng ta sẽ làm gì tiếp bây giờ thì chúng ta sẽ phải viết cái remove protection này như thế nào chúng ta sẽ phải viết cái remove protection này ra sao à có một cái trường hợp nữa ở đây là chúng ta sẽ thử xem sao chúng ta sẽ thử nhé chúng ta sẽ thử viết ở đây không phải là một đến một mà chúng ta sẽ viết là đô la một cho tới đô la một và chúng ta sẽ chạy lại cái cái hàm này chúng ta sẽ bấm run một lần nữa thành công này và chúng ta sẽ quay trở lại đây thì các bạn có thể nhìn thấy được rằng là cái protection ở trên này này ở trên Google Sheet này này mình không biết đây có phải là bug của Google hay không nhưng mà khi mà chúng ta chạy cái lệnh này add nhiều lần ấy thì chúng ta có thể nhìn thấy được rằng là ở đây cũng có protection của dòng thứ nhất ở đây cũng có protection của dòng thứ nhất mà hai cái protection này nó như nhau, nó ngang nhau. Và bây giờ thì mình sẽ thử xem, mình sẽ thử nhá. Mình sẽ chọn dòng thứ nhất này, mình bấm add protection này, sau đó mình bấm thử một cái description là là tạo bằng tay đi, tạo bằng tay. Sau đó mình bấm set permission. Sau đó thì mình sẽ bấm custom như này, bấm done. Thì các bạn có thể nhìn thấy được rằng là chúng ta có thể thêm được nhiều cái permission hay là nhiều cái protected ranges ở đây và thậm chí là nó giống hoàn toàn nhau thì vẫn không có vấn đề gì cả và cái permissions của nó thậm chí là còn đánh nhau luôn. Ví dụ như là hai cái đầu tiên này là chỉ có owner mới được edit thôi, nhưng mà cái tạo bằng tay này chẳng hạn thì người khác vẫn edit được. Và bây giờ thì chúng ta sẽ thử. Đó, nhưng mặc dù là như vậy nhưng mà người khác thì vẫn không edit được. Nhưng mà đó là một cái lưu ý là trên cùng một địa chỉ, trên cùng một range nhưng mà chúng ta có thể có nhiều cái protected Range khác nhau như các bạn nhìn thấy ở đây là có ba cái liền và chúng ta sẽ để nguyên như thế này và bây giờ thì chúng ta sẽ làm gì? Các bạn nhớ là chúng ta đã ghi cái macro để mà chúng ta bỏ cái protection đó đi. thì khi mà xóa ấy, thì chúng ta sẽ lưu ý là chúng ta phải xóa hết và may quá vừa nãy thì chúng ta sẽ nhìn thấy được rằng là ở đây thực ra cái đoạn mà remove protection này nó dài dài như thế này thôi nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy được rằng là nó là hai đoạn giống nhau. Chúng ta sẽ ngắt ra này. Đầu tiên là cái bộ đoạn đầu tiên là cái đoạn mà chúng ta tìm đến cái sheet của chúng ta rồi chúng ta select cái dòng số 9. Sau đó là chúng ta sẽ với cái dòng số 25 ở đây thì là chúng ta sẽ gọi ra toàn bộ các cái protections ở trên sheet nếu mà có cái protection đó. Sau đó là chúng ta sẽ phải tìm những cái protection nào mà đang được thể hiện cho dòng số 9 này. Sau đó là chúng ta sẽ trả về cái protection đó cái kết quả đầu tiên bởi vì kết quả của cái, của cái hàm filter trên một cái mảng ở đây á, thì nó sẽ là một mảng thế nên là chúng ta sẽ lấy cái thằng đầu tiên bây giờ như thế nào bây giờ làm như thế nào bây giờ hmm. bây giờ thì chúng ta sẽ làm như thế này chúng ta sẽ để nguyên cái remove protection ở đây và bởi vì là cái thông tin mà chúng ta vừa mới phân tích thế nên là chúng ta có thể xóa đi cái nửa phía dưới này bởi vì là nửa phía dưới nó giống hệt không khác gì cái nửa phía trên là từ dòng 25 cho tới dòng 29 như các bạn đang nhìn thấy ở đây thì chúng ta sẽ có thể xóa đi rồi bây giờ thì chúng ta sẽ làm gì bây giờ thì chúng ta sẽ nhận thấy rằng là chúng ta sẽ cần có thông tin về cái sheet của chúng ta cái trang tính của chúng ta và cái vùng mà chúng ta sẽ bảo vệ ok và bây giờ thì chúng ta sẽ làm như thế nào bây giờ thì chúng ta sẽ thử một thứ như sau là chúng ta sẽ xóa cái số 0 ở đây đi. Và chúng ta sẽ sử dụng logger.log và chúng ta sẽ gõ vào là protection.length để chúng ta kiểm tra xem và có một thông tin nữa mà chúng ta sẽ cần thay đổi ở đây là chúng ta nhìn thấy chúng ta có 3 lần cái dòng số 1 thế nên là chúng ta sẽ cho vào đây không phải là là 9 chia 9 nữa mà sẽ là 1 2.1. Ở dưới này cũng vậy. Ở dòng số 27 cũng vậy, 1 2.1 và bây giờ thì chúng ta sẽ thử chạy cái cái remove protection ở đây cái phần remove protection ở đây, ok? Thì chúng ta sẽ chọn remove protection, sau đó chúng ta bấm run, thì chúng ta nhìn thấy là ba, thì bởi vì là chúng ta có ba cái cái lựa chọn như vậy, tất nhiên là khi mà chúng ta remove thì chúng ta phải xóa cả ba, thế nên là chúng ta sẽ viết cái hàm này như thế nào, chúng ta sẽ viết cái hàm này như sau Đầu tiên là chúng ta sẽ xóa cái phần mà tham chiếu đến sheet và cái vùng range gì đã Và chúng ta sẽ viết như sau là all protections Thì chúng ta sẽ có cái parameters là sheet này Và chúng ta sẽ có range A1 ở đây à, Lý do như trên là chúng ta đã biết rồi Và range A1 này thì chúng ta sẽ thay vào đâu? Chúng ta sẽ thay vào cái phần 1.2.1 .1 ở đây Sau đó sheet thì chúng ta sẽ thay vào đâu? Chúng ta sẽ thay vào cái spreadsheet.getActiveSheet Ở đây Ok uhm. Như vậy đã ổn chưa? Đầu tiên là chúng ta sẽ làm một cái động tác là chúng ta sẽ test remove protection Ok Chúng ta sẽ gọi function này Test remove protection Ừ, mình nghĩ là các bạn sẽ nên là các bạn gõ lại theo mình thì như vậy các bạn sẽ học được, các bạn không nên copy. Ừ. rồi bây giờ thì chúng ta sẽ lại copy phần ở phía trên, ông ừ, mình copy thôi nhưng mà các bạn có thể gõ lại. rồi bây giờ chúng ta sẽ để vào đây không cần đô la nữa bởi vì là chúng ta đã có đô la ở chỗ khác rồi, chúng ta không cần đô la ở đây, chúng ta sẽ gọi remove protection và chúng ta sẽ cho sheet vào đây chúng ta sẽ range A1 vào đây đó và bây giờ thì khi mà chúng ta chạy cái test remove protection này thì kết quả mà chúng ta mong đợi là tất cả những cái thứ gì liên quan đến sheet chấm than một trên một này nó sẽ biến mất và những cái anh editor của chúng ta có thể edit được dòng thứ nhất và bây giờ chúng ta sẽ quay trở về và chúng ta sẽ chạy à, nhưng mà thực ra là chưa được đâu bởi vì là ở đây chúng ta mới viết ra cái protection đó thôi Chúng ta chưa làm gì với cả cái protection đó cả Thế nên là bây giờ chúng ta chỉ kiểm tra xem nó có hoạt động hay không thôi Bấm run này Nếu mà nó in ra 3.0 thì nó hoạt động Ok Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ làm gì Có nghĩa là sau khi mà chúng ta đã có được một cái tập hợp Những cái protections mà nó match với cái điều kiện là range A1, A1 tức là dòng thứ nhất ấy thì chúng ta sẽ phải làm một cái động tác là chúng ta sẽ remove nó đi thì chúng ta sẽ viết remove như thế nào chúng ta sẽ viết remove như sau chúng ta sẽ viết remove là là như thế này matching protection chấm for each có nghĩa là với mỗi cái match đó protection thì chúng ta sẽ phải remove nó đi chấm remove À, chúng ta sẽ gọi remove như thế này. Rồi, bây giờ thì chúng ta mới thử trung kết này. Test remove protection, chúng ta sẽ bấm run. Và chúng ta sẽ quay trở lại và các bạn nhìn thấy là tất cả đã được remove và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với cả cái anh editor này và các bạn có thể nhìn thấy anh ta đã có thể thêm được vào dòng số 1 rồi. Rồi như vậy là hai cái function test ở đây thì mình nghĩ là mình có thể bỏ nó đi và còn cái vấn đề cuối cùng là khi mà cái người chủ của cái file này edit cái cột f này này thì chúng ta sẽ phải chạy tương ứng ví dụ như là lock thì chạy cái hàm là là để khóa nó lại còn nếu mà unlock thì sẽ phải chạy cái hàm mà để xóa cái protection nó đi tạm thời là mình sẽ xóa luôn cái protection ở đây chín chín đi bởi vì là chúng ta sẽ tạm thời là chúng reset lại cái bảng tính này sạch sẽ một chút để mà chúng ta có thể viết cái hàm đó và cái hàm mà chúng ta cần viết khi mà có sự thay đổi của một cell và chúng ta sẽ kiểm tra cái cell đó là cell nào uh, ở cột nào đó là cái function nó có một cái tên cụ thể các bạn không được phép đặt khác đi đó là on edit có chữ e viết hoa và chúng ta sẽ có một cái tham số ở đây là tham số e có nghĩa là e ở đây là viết tắt của event Đúng rồi chúng ta sẽ đi kiểm tra đầu tiên là xem xem là cái cột mà chúng ta tương tác với có phải là cột thứ sáu không nếu mà không phải là cột thứ sáu thì chúng ta bỏ qua if này e chấm range chấm get column mà không phải là cột 6 thì chúng ta bấm return có nghĩa là chúng ta sẽ thoát khỏi cái function này luôn và nếu mà còn lại nếu mà còn chưa thoát ra ấy, thì có nghĩa là chúng ta đang ở cột thứ 6. Thế nên là chúng ta sẽ phải lấy cái cell value của chúng ta sẽ bằng y.range.get value à, như thế này. Đấy. Sau đó thì chúng ta sẽ phải biết là sheet của chúng ta là sheet nào. y.range y uh, chấm range get sheet. Ok. Uh, chúng ta đang ở row nào thì chúng ta sẽ viết là y chấm range chấm get row như thế này ok khi mà chúng ta đã có cái row như vậy rồi ấy, thì chúng ta sẽ phải tạo ra tạo ra cái cái a một notation để mà chúng ta có thể lock cái cell lock cái dòng đó lại thế nên là chúng ta sẽ viết là const const range to lock sẽ bằng ok cái dấu này ấy, cái dấu hai dấu huyền này ấy, là chúng ta sẽ thường là tìm thấy ở cái nút dưới cái nút escape trên bàn phím của các bạn hai chấm này row vào đây row vào đây rồi như vậy thì chúng ta đã có đủ nguyên liệu rồi bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra xem cái cell value đấy như thế nào chúng ta sẽ kiểm tra cái cell value đấy như thế nào chúng ta sẽ đi kiểm tra cell value bằng cách là if cell value bằng lock. Ờ oh, các bạn lưu ý chỗ này là chúng ta so sánh với lock vết thường nhé. Nếu mà sell value bằng lock thì nếu mà sell value mà bằng unlock thì ok. Như vậy thôi, có hai trường hợp như vậy thôi. Thì chúng sẽ làm gì? Đầu tiên là chúng ta có nhớ là chúng ta nếu mà chúng ta ghi chữ lock vào thì chúng ta sẽ phải chạy cái hàm gọi là hàm add protection. Và sheet chúng ta đã định nghĩa ở trên rồi Range to lock thì chúng ta cũng đã định nghĩa rồi Thế nên chúng ta viết vào đây Còn nếu mà chúng ta unlock Thì chúng ta sẽ chạy cái hàm gọi là Remove protection Remove protection Và chúng ta sẽ cho sheet vào đây Chúng ta sẽ cho range to lock Và đây Ok Mình nghĩ như vậy là xong rồi mình không chắc chắn là mình có phải refresh lại cái trang này không Nhưng mình nghĩ là mình sẽ refresh lại đi cho nó chắc Mình sẽ bấm refresh ở đây Để nó là một cái thứ gọi là hard refresh Chứ không phải là soft refresh là dùng cái phím tắt F5 hay là gì cả Bây giờ thì cái phần hồi hộp nó sẽ diễn ra bằng cách là chúng ta sẽ bấm vào thẻ data Và chọn protected sheets and ranges Đó, mới tinh, chưa có gì cả nhưng mà bây giờ giả sử như là chúng ta có một cái dòng mà chúng ta muốn lock là dòng thứ tư chẳng hạn. Chúng ta sẽ để chuột cẩn thận vào F4, sau đó chúng ta sẽ gõ vào L, O, C, K. Chờ chuyện gì xảy ra. Chúng ta sẽ bấm Enter. Lock này. Đó, thì bạn có thể nhìn thấy được rằng là thứ nhất, là ở trong cái danh sách những cái sheet mà bị lock thì chúng ta có thể nhìn thấy được rằng là ở đây là only you can edit this range và chúng ta sẽ test lại ở đây không edit được tiếp theo dòng số 3 lock lại thêm lock vào đây luôn lại test tiếp một lần nữa và bây giờ dòng số 2 lock 234 ok số rất đẹp bây giờ chúng ta sẽ cho unlock vào dòng số 2 Ok, số 2 bị xóa rồi Như vậy là chúng ta có thể thêm được dữ liệu vào đây Rồi Chúng ta sẽ unlock tiếp Unlock Ok, unlock Unlock Ok, chúng ta unlock hết rồi Thì các bạn có thể nhìn thấy là Cái bài toán mà chúng ta đặt ra Đã được hoàn thành rồi Như vậy, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi Và xin hẹn gặp lại các bạn Trong những video tiếp theo